Bài này phản rớt. Rất là nhiều, đặc biệt là về bao bì thì bạn làm về thứ nhất là về lễ hội thì bạn làm Halloween, nhưng mà bạn sẽ làm về điện quang. Thì cái quan trọng đó, thứ nhất là bạn rất là thông minh, giống như là bài bạn làm giống như một cái hộp đèn vậy đó, nhưng vấn đề nó match vào cái hình vẫn ra được con số để nhìn, và đặc biệt là các ngày quan trọng trong năm thì bạn làm luôn những cái hộp, tại vì nó giống như là Halloween nè, về trước đó đó, rồi nó có hộp đèn ha. Mà anh không nghĩ là bạn làm luôn marketing cái này luôn, bạn luôn làm luôn cái hộp đó, bạn làm luôn cái ủa chỗ nó dán đằng sau luôn thấy vậy, bạn làm luôn cái hộp. Cái này cái lễ hội trong năm của Nhật Bản thì mặt sau của bạn là sẽ đầy, thì bạn làm giống như cái đèn. Đó, thì anh cũng muốn như hai là bài này bạn làm rất là chân chung, bạn chân chung thì bạn làm luôn mấy cái như là ba cái chân này của bài tặng này. Cho anh cấm hai rồi, cho anh cấm hai lấy cái đi hết họ. Anh có một đứa mới đầu nó làm trai đi làm chắc chắn cổ mà. Hội chợ mà lô tô á, để từng bước như vậy, nói chung bạn cũng rất là đầu tư lớn vào cái layout của bạn, sáng tạo hơn so với bạn này thì sử dụng cái ngôn ngữ của cái thương hiệu hết này luôn, đó là cái kiểu ảnh ngọt như kiểu hơi khắc gỗ. Bài này cũng dễ thương, bài này là làm về gốm Bát Tràng, thì gọi là cái đế bạn cũng làm bằng gốm luôn, tự bạn làm bằng gốm. Và những cái trao lịch cho mọi giác số nó sẽ cảm ơn bạn. Cái bài này thì là vé đi tuổi thơ, nên bạn sẽ làm hình những cái tờ vé, những cái tấm vé luôn. Và thương hiệu là ở nhà xuất bản Nhã Nam. Những cái câu chuyện, những cái trò chơi dân gian và tấm hình của bé. Đây là tên.